Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm. Hôm nay chúng ta học bài số 1, Unit 1. My hobby, okay. Và chúng ta tiếp tục với phần A closer look one, trang 8 nhé. Rồi, phần vocabulary của chúng ta nối động từ bên này với những cái sở thích bên này. Ok. Go camping là đi đâu? Go camping là đi cắm trại nha. Chúng ta có go gì? Thường go sẽ cộng một động từ thêm in đằng sau. Đó, go camping nào. Go horse riding này, đi cưỡi ngựa. Go mountain climbing này, đi leo núi. Ok. Rồi hết go rồi, bây giờ chúng ta sang do. Do là làm cái gì? Ở đây chúng do gymnastics này, tập điền kinh. Ok. Rồi collect là sưu tập. Sưu tập ở đây chúng ta có sưu tập chai lọ này nha. Cái này là sưu tập các bạn. Sưu tập gì? Sưu tập búp bê này. Sưu tập búp bê ha. Đây là chai lọ. Rồi play là chơi. Chúng ta có chơi piano này. Ok. Chơi badminton này. Thấy chưa? Rồi. Chúng ta có check là chụp hình. Chụp hình là check photo, chụp hình. Xem là có xem TV này. Hết rồi, ok các bạn. Vậy, go chúng ta có go mountain climbing, go horse riding và go camping, do gymnastics, collect bottle, collect stones, play the piano, play badminton, check photos, watch TV. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gì? Ở bên này chúng ta sẽ điền, bên này là hobby, tức là đóng vai trò là danh từ. Bên này là động từ nha, động từ để thực hiện cái hobby. Chúng ta có những cái từ như thế này và chúng ta sẽ điền vào chỗ trống ở dưới đây. Bây giờ listen to music là nghe nhạc, listen là nghe, động từ gardening là sở thích làm vườn. Và cái từ plant là trồng cây của chúng ta, trồng cây. Fishing là cái hobby câu cá. Catch là bắt chụp. Cái từ là bắt cá, chụp cá. Painting là cái hobby vẽ, vẽ vời đó, họa đó. Rồi swim là bơi. Swimming là môn bơi lội. Thường á, hai cái nó phải đảo cho nhau, nó đang xếp lung tung đấy. Rồi chúng ta xuống bài này nhé. Các bạn nhớ chúng ta phải biết chỗ điền động từ và chỗ điền danh từ cho phù hợp nhá. Rồi câu số 1. Tôi thích bơi. Ở đây phải là một cái hobby. I like swimming. Tôi thích bơi. Có một cái hồ gần nhà của tôi. Vì thế tôi đi tới đó 4 lần một tuần và bơi. Bơi ở đây động từ swim. Nó rất là vui bởi vì bạn có thể chơi với nước. Chơi ở trong nước và giữ dáng. Keep fit là giữ dáng. Giữ dáng. Tập thể dục á, giữ dáng cân đối. Đại loại như thế nhá. Rồi câu số 2 này. Tôi luôn luôn. Ở đây nó thiếu một cái động từ đó các bạn. Tôi luôn luôn thiếu một động từ. Xong là bài hát. Bài hát. Vậy thì ở đây các bạn thiếu cái động từ nghe. Listen là nghe. Tôi thích giai điệu ngọt ngào. Melody là giai điệu. Ở nhà tôi phải, hát chu là phải sử dụng là tai phone, cái này là tai phone đó, là tai phone. Bởi vì bố mẹ tôi không thích âm thanh hay là tiếng ồn quá to, loud là to, noise là ồn ào. Rồi listen to music là sở thích của tôi. Ở đây sẽ là cái hobby listen to music, đóng vai trò chủ ngữ trong câu. Listen to music là sở thích của tôi, sở thích yêu thích nhất của tôi. Sang bài số 3. Tôi thích ở bên ngoài, outdoor là ở bên ngoài với cây và hoa. Vậy là biết làm vườn rồi. Có một cái vườn nho nhỏ phía sau nhà tôi. Tôi trồng hoa, ở đây thiếu một cái động từ. Tôi trồng hoa và rau ở đó. Tôi thích làm vườn, ở đây là một danh từ gardening hobby. Tôi thích làm vườn rất nhiều. Sang câu số 4. Bố của tôi và tôi chia sẻ, cái từ share là chia sẻ, cùng một hobby, cùng một sở thích. Vào những ngày cuối tuần chúng tôi luôn luôn đi tới cái hồ ở Hà Tây, một hồ nhỏ ở Hà Tây nhá. Vậy là câu cá thôi.
thật là thú vị khi bạn có thể bắt một vài con cá. Ở đây là cái động từ đằng sau can phải là một động từ nguyên mẫu, catch. Đi bắt một vài con cá cho bữa tối. Chúng tôi thích câu cá lắm. We love fishing. Ok, we love fishing. Rồi câu số 5. Sở thích yêu thích nhất của chị gái tôi đó là chấm chấm chấm. Đây là một danh từ. Cô ấy rất là sáng tạo, creative, sáng tạo và vẽ rất đẹp. Ở đây sẽ là paint, vẽ rất đẹp. Vậy ở đây là painting. Painting. Ok, trên này là danh từ, dưới này là động từ. Tôi thích màu sắc trong bức tranh của cô ấy. Rồi, của chị ấy đó. Bây giờ sang bài số 3 các bạn. Bài số 3 bạn có biết keyword là gì không? Keyword cái này dịch là từ khóa nha, từ khóá các bạn, từ khóa. Hãy làm việc theo cặp và viết những cái từ khóa đó để mô tả sở thích cho cái bảng dưới đây. Bạn có thể sử dụng những từ ở trong những từ trong câu trong cái bài số 2 để giúp bạn. Bài số 2 lúc nãy. Bây giờ này, listening to music là hobby nghe nhạc. Chúng ta có melody là bài hát, giai điệu, rồi bài hát, rồi từ từ hát sing chẳng hạn. Đó. Là ví dụ rồi, bây giờ chúng ta xuống dưới gardening, làm vườn. Làm vườn chúng ta có trồng này, rồi có cây này, có hoa này, đúng không? Có rau này, vegetable rất là nhiều, vegetable. Keyword là từ khóa liên là những cái từ đơn lẻ mà nó liên quan tới tới cái từ chủ đề này nha. Rồi có vườn nữa này, garden, vườn nữa. Rồi fishing là câu cá, chúng ta sẽ có con cá là một, có nước là hai, có hồ là ba, có sông, rồi có gì nữa? Cần câu là fishing rod, fishing rod, fishing rod. Ok, cần câu. Rồi painting là vẽ tranh đó, paint, rồi picture này, picture, rồi color này. Ok. Bơi thì chúng ta có động từ bơi. Chúng ta có hồ nước, chúng ta có nước nha. Đó là những cái keyword của chúng ta. Rồi, chú ý này, keyword giúp bạn hiểu bài đọc một cách nhanh chóng và có những cái ghi chú rất là tốt. Rồi, xuống bài dưới đây là bài là một cái game keyword để chỉ sở thích của tôi. Làm việc theo nhóm. Mỗi học sinh sẽ nghĩ về một sở thích và nói những cái từ khóa của nó to, và phần còn lại của nhóm sẽ đoán xem đó là đó là cái hobby gì nhá, và cho điểm nhá nếu câu trả lời đúng, và học sinh có nhiều điểm nhất thì sẽ là người chiến thắng. Như chúng ta có water, grow, flower, vegetable, nước này, trồng này, có hoa, có rau. Vậy thì đây là nó là gardening phải không, làm vườn phải không? Yes, it's easy, đúng rồi. Rồi chúng ta bỏ qua cái bài này, chúng ta qua phần pronunciation, pronunciation nha. Chúng ta có bird watching. Bây giờ các bạn trong cái bài này các bạn cần phải phân biệt chữ ờ, đây là âm ờ và đây là âm ơ. Một cái là ờ, một cái là ơ. Ờ là viết như thế này, âm e ngược, còn ơ là viết số 3 ngược, đại loại là như thế. Rồi một cái âm ờ, cái âm ơ nha. Chúng ta có này, bird này, bird là cái âm ơ, bird watching, away là âm ơ, burn là âm ơ, hurt là âm ơ nhá, hurt là âm ơ, bird là âm ơ các bạn, answer là âm ơ này, neighbor là âm ơ này, singer là âm ơ này, hurt là âm ơ này, common là âm ơ này. Ok, common. Rồi đó là đó là tôi chỉ cho các bạn cách đọc. Còn cái bài này đó bạn nghe và tích vào những cái từ bạn nghe được đó. Sang bài số 6, nghe và đặt vào đúng nhóm. Chúng ta có away này, answer này, answer, neighbor đây, neighbor, common, common. Bên này chúng ta có burn, bird, hurt. Heard. Rồi xong. Số bài dưới là nghe, nghe, lắng nghe câu này và tích ở hay là ơ. Sở thích của anh ấy là sưu tập đồ chơi. His hobby is collecting toy car. Collecting này, âm ờ nha. My sister, sister là âm ờ này các bạn. Sister.
When I have free time, I usually go surfing. Đây là âm ơ. Âm ơ, surfing. Tôi thích màu color. Color là âm ơ. Color là âm ơ. Bạn của tôi có một sở thích rất là bất thường. Learning là âm ơ. Học ngôn ngữ nước ngoài. Learning. Ok. Xong. Cái bài A Closer Look 1 của chúng ta đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong A Closer Look 2. Goodbye and see you later.